Khu dân cư Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nằm sát sông Hiếu và là rốn lũ của huyện Cam Lộ. Mùa mưa lũ, nước sông Hiếu từng lên rất nhanh, khiến việc di chuyển đàn vật nuôi đến nơi tránh trú gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho đàn gia súc trong mùa mưa lũ, người dân nơi đây đã xây dựng chuồng bò vượt lũ. Gia đình ông Trần Văn Hòa nuôi nhốt 6 con bò. Đợt lũ lịch sử năm 2020, trong khi hàng nghìn gia đình trên địa bàn huyện Cam Lộ bị thiệt hại nặng nề do đàn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, thì đàn bò của gia đình ông được đảm bảo an toàn nhờ chuồng bò vượt lũ này. Tính ra là rất hiệu quả. Cái nên hiệu quả là cái chỗ là chứ bò trâu là miếng sớm, cái nước vô là miếng giòn, giòn đưa bò lên đây đứng. Toàn bộ cái đồ đoàn là miếng đưa lên cái chỗ đi là hẳn an toàn hơn. Là vì hơn nữa là đây là cái vạt này là cái làm cái thể đất hẳn đây có hơi cao đúng nữa. Đó, do nên miếng cái chủ động được cái gãy nĩa là toàn bộ là chúng ta đi là có đỡ rất phần. Chuồng bò vật lũ được xây dựng 2 tầng bằng bê tông cốt thép. Bình thường, cho bò được nhốt ở tầng trệt để tiện cho việc chăm sóc. Khi có lũ, cho bò nhanh chóng được di chuyển lên tầng 2. Tầng 2 cao cách mặt đất từ 3 đến 4 mét, có ngăn trữ thức ăn như cây ngô, cây lạc, rơm. Chi phí để xây dựng mỗi chuồng bò vật lũ từ 15 đến 30 triệu đồng. Khi có lũ, đàn gia súc, gia cầm của người dân luôn được đảm bảo an toàn. Được biết, khu dân cư Bắc Bình có gần 90 hộ dân, thì hiện đã có 40 hộ dân xây dựng chuồng bò vật lũ. Nếu không có cái chuồng này thì lụt về rất là gấp, cho nên bò bị trôi mất rất là nhiều, có năm mất lên đến vài chục con. Cái thứ hai nữa là thiếu nguồn thức ăn, vì không có cái kho để cất trữ, mà khi có cái chuồng bò này rồi, thứ sắp đến mùa mưa lũ thì đã chế biến những cái thức ăn thô cùng với thức ăn tinh đưa lên cái kho phía trên để dự trữ. Mùa mưa lũ về thì dắt bò lên đó, và đặc biệt là cả cái công thức chế biến và lưu trữ thức ăn rất là đảm bảo, cho nên không ảnh hưởng đến quá trình tăng trọng của bò trong cái mùa mưa lũ cũng như bão rét. Trong đợt lũ lịch sử năm 2020, trên địa bàn huyện Cam Lộ có trên 111.000 con gia súc, gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi. Ước tính thiệt hại của bà con nông dân lên tới gần 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ xây dựng chuồng bò vượt lũ, người dân khu dân cư Bắc Bình đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về gia súc. Chuồng bò vượt lũ đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt đối với người chăn nuôi ở những vùng thấp lụt.